Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Phát. Ở video này, Phát sẽ hướng dẫn cho mọi người phương pháp để chúng ta có thể vẽ được một cái cảnh hoàng hôn trên cái móng của mình một cách đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được hết. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi xem cách đó như thế nào nha. Trước khi bắt đầu vẽ thì chúng ta cần chuẩn bị một số cái màu treo ha. Mình có thể dùng sơn treo hoặc là treo vẽ cũng được. Thì ở cái mẫu hoàng hôn này chúng ta cần những tông màu chính thôi, như màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu vàng. Mình có thể thêm một tí cam nữa ha. Còn hai cái tông màu xanh kia mình có thể không dùng tới. Bước đầu tiên, Phát sẽ làm nền cho cái nền móng của mình bằng tông màu sơn treo trắng. Mục đích của cái nền màu trắng là để cho cái màu sắc mình khi mình vẽ nó sẽ lên màu tốt hơn. Có được cái nền rồi, mình sẽ hơi đàn khoảng 30-60 giây cho cái nền nó khô đi. Và mình sẽ chuẩn bị ra một cây cọ tán âm rê, cây cọ dặm. Này, cây cọ dặm như thế này, cái đầu nó tròn tròn á, hoặc mình có thể dùng những cái bông để mình dặm cũng được. Mình sẽ chấm đều cái màu vàng ở phía đầu cọ ha, và mình sẽ dặm từ đầu móng và chuyển dần xuống dưới. Nếu trường hợp nhiều màu quá thì mình có thể chùi bớt ra. Và mình lưu ý là cái màu mình khi mình dặm nó phải mỏng thôi ha, đừng có để nhiều màu quá. Cứ như vậy mình cứ dặm xung quanh phía đầu móng, mình có thể dặm kín cái phần khóe móng cũng được ha. Nếu mà nó bị lem thì lát mình sẽ chùi vệ sinh sau. Đó. Có được cái lớp màu vàng rồi, mình sẽ dùng tới màu cam để mình tán cho nó chuyển mờ ra, chuyển lên trên. Trường hợp những chỗ nào mà mình muốn cho nó đậm lên thêm á, mình có thể lấy thêm màu cam và mình chấm từ góc ở phía dưới móng, mình sẽ chuyển lên tiếp. Đó, cứ như vậy mình cứ dặm từ từ ra. Mà nhớ là màu lúc nào cũng phải mỏng và ít thôi thì nó mới đảm bảo cái độ loang màu nó tốt. Và mình nhớ là dặm khi nào mà cái màu vàng và màu cam nó chuyển hài hòa với nhau ha. Và mình có thể thêm một tí màu đỏ dưới góc dưới nữa để cho nó tạo cái độ đậm hơn, để chuyển tông màu lên nhiều hơn, nhìn nó sẽ đẹp và tự nhiên hơn. Trường hợp mình tán màu cam lên lố nhiều quá thì mình có thể lấy màu vàng mình tán ngược xuống lại nữa. Đó, đảm bảo là cuối cùng nó sẽ chuyển màu hài hòa với nhau. Đây ha, ở phía dưới Phát sẽ cho thêm màu đỏ và mình cũng dặm tương tự với màu cam của mình, cho nó chuyển ba tông luôn, đỏ, vàng và cam. Sau khi có được cái nền rồi, mình sẽ hơi đèn cho cái nền nó khô đi ha, tại vì treo mình phải hơi đèn. Mà mình sẽ dùng tông màu vàng hoặc là màu vàng trắng, mình vẽ một cái hình tròn nhỏ ra và sau đó mình cũng sẽ tán cho nó ra để mình tạo ra hình dáng của mặt trời. Nó tạo thành một cái điểm sáng ngay đây cho nó tỏa ra, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Trường hợp nếu mà thiếu trắng thì mình có thể chấm vô thêm ha, cho nó sáng lên nó sẽ đẹp hơn. Sau khi có được nền và mặt trời rồi, mình sẽ hơi đèn và đi tiếp bước tiếp theo. Mình sẽ dùng tông màu đen để mình vẽ ra cái thân cây dừa trước, kéo nét mỏng từ trên xuống dưới, đảm bảo làm sao cho ngọn cây nó phải mỏng và gốc cây nó phải dày ra. Đó, muốn gốc cây dày mình có thể đè nét cọ xuống cho nét cọ mình nó bè ra là ok. Mình có thể thêm một cây nhỏ ở phía bên cạnh nữa ha, cho nó đỡ chóng nhiều. Đó, sau khi đi cái phần thân cây rồi, Phát sẽ vẽ ra những cái nhánh cây nữa, những nhánh lá của nó nữa, vẫn là bằng màu đen. Tại sao cảnh hoàng hôn những cái cây nó lại màu đen? Tại vì nó ngược sáng ha. Phần nhánh lá thì mình sẽ cho nó cong ra xung quanh luôn, chỉ ra xung quanh cho nó tự nhiên. Mà nó nhớ là nét phải mỏng thôi ha, không được để dày quá. Đó, cái cây phía dưới mình cũng sẽ vẽ nhánh cho luôn ha. Sau khi có được nhánh rồi, mình sẽ vẫn dùng màu đen để mình tước ra những cái lá nhỏ ở phía trên nhánh đó. Khi tước lá thì mình đánh cái cọ làm sao cho nó đều tay ha, và phải đảm bảo cho cái đường nét nó mỏng thì nó mới đẹp. Một cái nhánh mình có thể chỉa qua hai bên hoặc là một bên thôi cũng được. Đó, cứ như vậy mình sẽ tỉa hết luôn hai cái cây. Trong quá trình mình tước lá, nếu mà cái lá nào của mình nó bị mờ quá thì mình nhớ là để lại ha. Mình có thể hơi đèn xong mình nhấn đậm lên sau, chứ mình đừng có chồng lên, nét nó sẽ bị nhòe ra. Sau khi có được cái phần lá rồi, những chỗ nào mà thiếu màu mình sẽ nhấn thêm ha. Và Phát sẽ chấm thêm những cái phần trái dừa ở phía giữa nữa cho cái phần trong góc nó đậm ra. Và cuối cùng là mình sẽ vẽ thêm một vài con chim bay ở phía nền. Con nhỏ thì mình vẽ cho nó xa, con to mình sẽ vẽ gần. Gần to xa nhỏ ha. Đó. Cuối cùng là mình sẽ hơi đèn cho nó khô đi và mình sẽ lên tớp treo nó hoàn thiện. Mẫu hoàng hôn này được vẽ rất là nhiều ha, tại vì nó rất là nhanh.
Quan trọng là cái nét mình phải nhỏ và mình tán màu nó phải đều thôi, chứ không có gì khó cả. Như vậy là xong ha, nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Phát ha, để mình có thể nhận thông báo thêm nhiều cái bài học mới nữa. Chúc mọi người thực hiện thành công cái mẫu vẽ này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.